này thiện hiện hoặc chân như của tất cả như lai ứng tránh đẳng giác hoặc chân như của tất cả hữu tình hoặc chân như của tất cả pháp đều không hai không riêng biệt chỉ là một chân như vì chân như như thế không riêng không khác không hoại không tận chẳng thể phân biệt này thiện hiện tất cả như lai ứng tránh đẳng giác, nương bát nhã ba la mật đa sâu xa mà chứng rốt giáo chân như của tất cả pháp cho đến đắc quả vị giác ngộ cao tột, do đó nên nói bát nhã ba la mật đa sâu xa có công năng sanh ra chư Phật, là mẹ của chư Phật, có công năng chỉ rõ thật tướng thế gian của chư Phật này thiện hiện như lai ứng tránh đẳng giác ấy nương bát nhã ba la mật đa sâu xa biết như thật chân như của tất cả pháp chẳng hư vọng chẳng đổi khác do biết như thật tướng chân như nên gọi là như lai ứng tránh đẳng giác khi ấy cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn chân như của tất cả pháp đã chứng của bát nhã ba la mật đa sâu xa chẳng hư vọng chẳng đổi khác rất là sâu xa khó thấy khó biết Bạch Thế Tôn tất cả như lai ứng tránh đẳng giác Đều dùng chân như của tất cả pháp chẳng hư vọng Chẳng đổi khác để chỉ rõ phân biệt quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật Bạch Thế Tôn chân như của tất cả pháp sâu xa Ai có thể tin hiểu Chỉ có Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối truyền Và A-La-Hán lậu tận đầy đủ tránh kiến Nghe Phật nói chân như sâu xa này Mới có thể phát sanh sự tin hiểu như Lai nương vào tướng chân như tự chứng để chỉ rõ phân biệt cho họ. Phật dạy, này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, như ông đã nói, vì sao? Này thiện hiện, vì chân như vô tận nên sâu xa. Bạch Thế Tôn, vì sao chân như vô tận? Này thiện hiện, vì tất cả Pháp đều vô tận nên chân như vô tận. Này thiện hiện, tất cả như lai ứng tránh đẳng giác, vì chứng chân như nên đạt được quả vị giác ngộ cao tột vì các loại hữu tình chỉ rõ phân biệt tướng chân như của tất cả pháp, do đó nên gọi là bậc nói chân thật. lúc bấy giờ các thiên tử ở dục giới sắc giới trong thế giới ba lần ngàn đều dùng các loại hương hoa vi diệu cõi trời từ xa giải đến cúng dường, rồi đến chỗ phật đảnh lễ sát chân, lui đứng một bên, chắp tay cung kính đồng bạch phật, bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa sâu xa đã nói lấy gì làm tướng bấy giờ phật bảo các thiên tử này thiên tử nên biết bát nhã ba la mật đa sâu xa lấy không làm tướng bát nhã ba la mật đa sâu xa lấy vô tướng làm tướng bát nhã ba la mật đa sâu xa lấy vô nguyện làm tướng bát nhã ba la mật đa sâu xa lấy vô tác làm tướng bát nhã ba la mật đa sâu xa lấy vô xanh vô diệt làm tướng bát nhã ba la mật đa sâu xa lấy vô nhiễm vô tịnh làm tướng bát nhã ba la mật đa sâu xa lấy vô tánh làm tướng bát nhã ba la mật đa sâu xa lấy vô tự tánh làm tướng bát nhã ba la mật đa sâu xa lấy vô tánh tự tánh làm tướng bát nhã ba la mật đa sâu xa lấy vô sở y chỉ làm tướng bát nhã ba la mật đa sâu xa lấy phi đoạn phi thường làm tướng bát nhã ba la mật đa sâu xa lấy phi nhất phi dị làm tướng bát nhã ba la mật đa sâu xa lấy vô lai vô khứ làm tướng bát nhã ba la mật đa sâu xa lấy hư không làm tướng bát nhã ba la mật đa sâu xa có vô lượng các tướng như thế Thiên tử nên biết các tướng như thế tất cả như lai ứng tránh đẳng giác, nương vào thế tục mà nói, chứ không nương vào thắng nghĩa. Thiên tử nên biết các tướng như thế của bát nhã ba la mật đa sâu xa, trời người, a tố lạc, vân vân trong thế gian đều chẳng thể phá hoại. Vì sao? Vì trời người A Tố Lạc vân vân trong thế gian cũng là tướng.